Dạ Nam xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Lăng Thanh Kiên Giang. Thì tiếp tục chương ngày hôm nay, Nam sẽ chia sẻ về cái câu chuyện trọng súng. Đó, gia đình trọng súng mà khi mà lên Sài Gòn lần 3 này, cũng như là mục đích là để lên đây để mình đi làm và cũng như là đi lụm ve chai và lụm mũ để mà kiếm tiền đem về để mà đóng tiền tiền xe, tiền góp, tiền nhà trọ. Đó thì nhưng mà 3 ngày hôm nay đi trọng súng đi lên đây thì ngày hồi đầu tiên là Nam xuống mà mấy ngày hôm nay thì Nam không có đi xung quanh, Nam cũng không biết tình hình như thế nào đó, thì Nam cũng chưa thấy anh em nào quay trọng súng mà đi lụm một cái bọc, một cái thùng, đi vô moi một cái thùng gác, lụm một cái lon bia móc vào cái bọc, mà những theo những gì trọng súng nói để mà đi kiếm tiền, để đi lập nghiệp, đi mưu sinh đó, ở trên Sài Gòn này. Nhưng mà những cái mà Nam thấy được là ở công viên như quán cà phê là và quay YouTube thôi, nhưng mà miệng trọng súng thì nói lúc nào cũng nói là để muốn gia đình yên ổn làm ăn, nhưng mà cái kiểu chắc làm ăn là do làm ăn trên online quá, còn cái lao động ở ngoài thì Nam chưa thấy mọi người. Và mọi người hỏi giống như là trong cái video ngày hôm trước Nam đăng thì mọi người nói là tại sao mày mày đây trước đây là mày cùng quay với trọng súng rồi này kia, bây giờ là mày lên đây ngồi mày lên mày nói à, mày là nói chung là mày bóc phốt lại trọng súng thật sự gì nào quý vị. Ngay từ đầu tiên mà Năm quay, từ trước tới giờ Năm quay trọng súng á, thì không phải là Năm lợi dụng hình ảnh mà Năm quay trọng súng Năm ăn một mình đó, mà Năm quay hình ảnh trọng súng thì tiền, đồng tiền mà Năm bỏ ra Năm quay giống như cũng thuê trọng súng vậy, trọng súng mượn tiền góp 1.200.000 thì Nam bỏ tiền ra Nam đưa cho trọng súng đóng, Nam trọng súng đi quay. Và những cái chuyện trọng súng đi làm ăn hay không hay như nào đó, thì những cái video của Nam đăng lên mọi người xem là những cái video, không có cái video nào mà để gọi là cái tiêu đề mà cái thumbnail nó chưa có gọi cái nó video nào mà về thấy tội nghiệp, tại vì những cái video là toàn là Nam đăng tiêu đề bóc phốt chứ không có mà gọi là dùng chiêu trò để mà mồi chài hay gì. Quý vị muốn gì xem video cái gì hiểu dùng, và bất cứ kể cả cái hoàn cảnh gia đình trọng súng từ trước tới giờ Năm quay Năm chưa có nhận của ai 1.000 nào để mà giúp cho trọng súng, có những kênh khác người ta giúp thì người ta giúp chứ còn kênh Nam đặc biệt không có nhận đó. Và ngày hôm nay thì Nam lên Năm chia sẻ cái video nói về trọng súng, nói về gia đình trọng súng. Tại vì sao mọi người hiểu không? Tại vì cái lần thứ ba này trọng súng lên, lần thứ hai trọng súng lên thì vẫn có mục đích. Mục đích của trọng súng đi lên để tìm mẹ. Đó. Rồi bơ vơ rồi được anh em giúp đỡ bán trái cây. Nhưng mà lần thứ ba này nó không có cái mục đích. Theo Nam nghĩ là không có cái mục đích. Mà mục đích của trọng súng lên đây chỉ lần này cũng nghĩ là những nhưng ngon ăn như mấy lần trước. Lên đây sẽ được anh em đông các kênh YouTube lại để quay, để chia sẻ lên, thì có kênh này kênh kia người ta sẽ ít nhiều gì người ta cũng giúp để cho trọng súng đi bán trái cây hay là bán vé số hay là như nào đó, theo cái đầu của trọng súng nghĩ là như vậy. Mục đích lên lần này chứ không phải mục đích lên đây mà để lập nghiệp, mà để mà đi kiếm cơm mà từ sức lao động của mình đó. Thì thành ra đúng nha, một cái người đàn ông mà đưa vợ con mình lên, mình biết thương vợ thương con mình, thì sau khi mà mình vừa đặt chân tới đất Sài Gòn á, cái việc đầu tiên mình làm là mình phải đi xin việc, mình đi kiếm việc, kiếm kế sinh nhai, chứ không phải việc đầu tiên đi lên để gọi tất cả các kênh YouTube. Mà đây là trọng súng có gọi cho Nam xuống và tất cả các kênh YouTube luôn, và Nam không thể tiện nêu tên các kênh thôi, nói chung là kênh nào trọng súng biết là trọng súng có gọi, đó là sự thật 100%. Đó, đó là những gì mà Nam xác định xác nhận với quý vị. Lần việc đầu tiên mà ngày sáng ngày hôm đó Nam xuống là trọng súng đã kêu điện tất cả các kênh ảnh quay, nhưng mà thật sự không ngờ là không có cái kênh nào quay giống như những cái gì mà anh ta tưởng tượng như trước đây. Lên lần một lần hai mà gặp YouTube, kể cả điện cho cha nuôi Lê Lăng Thiện thì ổng cũng chửi, ổng nói là YouTube không phải là nơi để mà kiếm tiền, nó là cha nuôi cũng chạy mặt luôn
đó là có Nam chứng kiến và Nam xác nhận 100%, đó là sự thật. Nên thành ra cái mục đích lần này chọn súng lên á là để mà nhờ anh em YouTube quay thôi. Chứ còn nếu mà người ta đi lên á, nếu mà người ta thật sự người ta quyết tâm mà người ta lên đây lập nghiệp, việc đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn là phải đi tìm việc làm, phải đi tìm cái sinh nhai, để mà mình không có giấy tờ thì mình cũng phải đi làm sao cho tao thấy, để mà mình xin xỏ được ta là mình ở nhà trọ, mình có việc làm vậy đó. Nhưng mà bây giờ chưa có tiền thì ở vài bữa mình đi làm có tiền này kia, mình xin vô chủ nhà trọ người ta thuê, chứ không lẽ ngủ ngoài công viên đó. Nhưng mà thật sự những cái gì trong đầu của anh Trọng Súng nghĩ rất là đơn giản mọi người, rất là vô tư, y chang như một đứa con nít vậy. Suy nghĩ là sẽ đi lượm mũ rồi bán lấy tiền thì nó đơn giản lắm, chứ không có suy nghĩ là phải đi vô làm một cái công việc này là làm hồ hay là đi 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 làm. Nói chung là ở đâu cũng cũng vậy hết mọi người, không có ở đâu mà không thiếu công việc làm hết, chứ chỉ là mình không chịu đi làm thôi. Đi làm bảo vệ nè, rồi phục vụ, đi làm đủ thứ các kiểu trên đời, công nhân người ta làm được mình làm được đó. Nhưng mà Trọng Súng thì nghĩ là mình muốn làm chủ thôi đó, nghĩ là mình làm chủ thôi. Và nhiều cái câu chuyện về Trọng Súng mà Trọng Súng muốn làm chủ, giống như những cái video mà Năm thấy Năm quay ở dưới nhà mà Trọng Súng lên ý tưởng người nhà Mobi Home mà thuê nhân viên được không đó, thì những cái lời Trọng Súng nói, Trọng Súng chỉ muốn làm chủ chứ không muốn đi làm công đó. Và cũng như là ngày hôm nay thì Năm lên Năm nói về Trọng Súng là Năm thấy được cái mục đích của Trọng Súng lên đây không phải để đi làm và lợi dụng anh em YouTube để quay, không biết là để mà Trọng Súng đi lên đây, Trọng Súng nói là yên ổn làm ăn rồi xong đó là để kiếm tiền trả nợ nó. Thì thiệt sự là Năm thấy được cái những cái chuyện đó là nên là Năm mới lên clip Năm nói về Trọng Súng, chứ không phải là Năm quay người ta xong rồi lên là bóc phốt người ta là không có nha mọi người. Nó xem mọi người xem thì mọi người hiểu thông cảm giùm cho Nam. Còn cái chuyện mà nhiều khi là người ta nhất quá tam, một lần lần một lần hai thôi, người ta cũng Nam cũng từng là lên tiếng Nam bao che hay là giúp đỡ cho Trọng Súng, nhưng mà Nam thấy càng ngày mình cứ càng như vậy á thì người ta tiếp tục lợi dụng vô cái đó, người ta để lên người ta kiếm tiền đó. Mà mình không ghét bỏ gì Trọng Súng nha, nó thật sự Nam không ghét bỏ gì Trọng Súng, nhưng mà Trọng Súng làm như vậy á thì thật sự là nó không có kiểu mình lười lao động đi, rồi cứ có ngày cứ suy nghĩ là người ta sẽ cho tiền mình để mà mình làm cái này làm cái kia. Nhưng mà lúc mình có tiền rồi thì mình sẽ không có suy nghĩ. Lúc Trọng Súng ở công viên hay là ngủ bờ ngủ bụi rồi đó, ăn cực ăn khổ á, thì Trọng Súng lại suy nghĩ được những cái chuyện đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Nhưng trong khi có tiền đầy bóp rồi á, Trọng Súng ngồi quán cà phê bắt đầu tính những cái chuyện trên trời dưới đất đó. Thì lên thành ra như vậy Nam mới lên tiếng Nam nói. Và Nam là cái người mà hiểu nhiều gì cái chuyện gia đình Trọng Súng, ba mẹ của Trọng Súng như thế nào, nên là Nam lên Nam nói để cho mọi người hiểu về cái Nam và cũng như là hiểu về cái bản chất của anh Trọng Súng. Nên là khi mà lên lần tiên lần này á thì hầu hết là có hình như có ba bốn kênh quay thôi. Và sau khi đó thì Nam đã lên tiếng, Năm lên clip Năm nói. Thì Năm nghĩ là khi mà Nam là cái người cận kề nhiều nhất với Trọng Súng và hiểu biết gì gia đình, kể cả bán nhà trả nợ cho ai, Nam là những cái người từng đi chở Trọng Súng đi trả nợ, chở mẹ Trọng Súng đi trả nợ, thì mọi người cũng biết là Nam biết nhiều gì thông tin về Trọng Súng như thế nào. Và Nam lên Năm nói thì Trọng Súng nghĩ là với lại là khán giả nó biết được Trọng Súng như thế nào, thì có thể là có khả năng là Trọng Súng sẽ không có thể nhờ vô những anh em YouTube nữa, nên là bắt buộc có cái hướng là sẽ đi về Kiên Giang lại, tại vì trên đây sẽ không sống được. Tại vì nếu mà bình thường như thật sự như như Nam nha, mà Nam lên lên Sài Gòn, mục đích của Nam đi làm việc, đi làm để kiếm tiền, thì đi lên để mục đích là mình đi làm thôi, còn mà ai quay cái gì thì quay.
mình sẽ cũng không quan tâm. Nhưng cái này là mình cố tình mình lại mình kêu người ta quay, và cũng như là những cái gì mình nói mình chưa có làm là mình đi lên là mình đi lụm bọc lụm dây chai để mình bán, rồi mình ở nhà trọ để mình lập nghiệp như này, mình kiếm tiền mình đem về mình trả nợ đó. Nhưng mà anh ta anh lên anh không có làm, nhưng mà bây giờ là anh lên anh quay mà quay không được thì bây giờ là sẽ chuyển hướng đi về Gạch Giá, về về quê đó. Thì mọi người nghĩ đi, đó là nó đã lộ ra một cái ý đồ của anh muốn, cái mục đích của anh muốn nó, nhưng mà bây giờ lên đây không đạt được mục đích nên là bẻ kè đi giờ quay trở về. Nhưng mà Nam nghĩ nó, Trọng Súng sẽ không có đi về Gạch Giá ở đâu, mà Trọng Súng sẽ đi về Hà Tiên, về gần mẹ của Trọng Súng. Chứ Nam nghĩ là ở Gạch Giá thì mọi người biết này, trước đây Nam quay về gia đình Trọng Súng đó, mà có một người bên 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 gia cha của Trọng Súng hâm Trọng Súng ở chỗ cái gần cái người đó, ở gần nhà mẹ vợ thôi, là Trọng Súng đã không dám đi vô khu vực đó rồi. Thì bây giờ là Trọng Súng thiếu nợ của mấy anh Hải Phòng, mà không phải một người mà hai người nữa, thì thành ra bảo đảm Trọng Súng sẽ không về ở lãng quẩn khu vực Gạch Sỏi, có thể là ở thì ở trên Gạch Giá chứ không ở Gạch Sỏi, hoặc là đi về trên Hà Tiên. Nam theo Nam là Nam nghĩ phán đoán như vậy đó. Và cũng như là cái lần mà Nam chở Trọng Súng đi lên trên Hà Tiên mà và lấy chuột cái số tiền chuột tiền chuột mà cái chứng minh đi về, và Trọng Súng nói với Nam là ừ chứ bây giờ là đi làm nhiêu ăn nhiêu đó, rồi chắc không mượn tiền nữa. Nhưng mà Nam đi về quê 2 ngày sau thì Trọng Súng đã mượn tiền rồi, mượn rồi nó lộ là lên là mua xe này kia các kiểu. Khi mà lúc đó là đã có tiền trong tay rồi đó, là tính là cứ nghĩ là đóng cho người ta 10 ngày sau là tháng có vốn nữa rồi thì đóng cho người ta xong rồi mượn lại. Nó cứ cứ làm suốt đầu cứ quay quẩn vậy. Nhưng mà dùng khi mà mình lấy được cái số tiền người ta làm cái vốn ra, việc đầu tiên Trọng Súng đi mua, làm sao đi mua mấy cái xe, rồi đi mua điện thoại, mua 2-3 cái điện thoại gì đó. Nhưng mà người nghĩ đi, mua điện thoại xong bán lại toàn lỗ đó, mua xe ra bán lại toàn lỗ đó. Thấy người ta mua người ta bán cái xe máy, ví dụ mua người ta bán 1,5 triệu đi, nhưng tới khi mà đem đi bán thì chỉ còn 800-900 triệu đó. Lúc có tiền là cứ nghĩ trong đầu cứ nghĩ là sẽ lấy mua mấy cái đó, ai bán là thấy bây giờ người ta nói là 500 triệu gì là thấy ờ quá ngon quá rẻ rồi đó, là mua về. Nhưng mà vài bữa bán thì người ta không mua lại đó. Là đó là những cái cách mà Trọng Súng trong đầu Trọng Súng nghĩ, trong đầu Trọng Súng làm đó. Và giống như mua chiếc xe mà bằng sắt đó, mua người ta 2 triệu hay gì đó để mình lên ý tưởng bán trái cây bán đồ các kiểu đó mọi người thấy không. Rồi xem nếu mà đem bán lại gia chai thì người ta căn ký làm gì bán được cái xe đó 2 triệu. Và cũng như chiếc xe mà xe lôi của Trọng Súng từ Hà Tiên chạy về, đem của ba Trọng Súng mua từ Tết đó, đem về mua 4 triệu, Trọng Súng bán được có 2 triệu lỗ phần nữa. Thì mọi người nghĩ đi, mọi người nghĩ đi, Trọng Súng lúc mà có tiền thì cứ suy nghĩ những cái tiện, nó gọi là Trọng Súng là phải là khoa học diễn tưởng, cái đầu Trọng Súng khoa học diễn tưởng á mọi người, cứ tính tiền chính. Tại vì Trọng Súng gì nè, theo là Nam biết được á, Trọng Súng xem YouTube nhiều quá, người ta gọi là phải là coi YouTube quá 180 phút một ngày thì bị kiểu bằng bị lậm bị nhiễm á mọi người. Nên là Trọng Súng lên coi trên YouTube á, ngồi quán cà phê móc điện thoại ra lướt YouTube coi, coi người ta sáng tạo cái này, người ta chế tạo cái kia, thì những cái ý tưởng nào mà Trọng Súng đưa lên trên mạng, nói lên trên kênh á, mọi người hỏi thử đi, mọi người gặp Trọng Súng mọi người hỏi thử đi, là Trọng Súng coi trên YouTube. Mọi người có biết là lúc mà ở Hà Tiên thì mọi người nhớ mà cái này là Nam sẽ ví dụ cho mọi người nghe là dễ để mà mọi người biết ra. Mọi người nhớ cái vụ mà đi bắt cá đói không? Đó, cá đói nhiều mà bỏ trong cái thùng xanh đó, mà bỏ bọt vô đó. Thì Trọng Súng đấy, tôi từng làm, tôi từng bắt rồi, thì cũng nghe theo, thì chạy đi ra mua cái thùng, mua bịch bọt rồi là cũng mấy chục ngàn đó đem về. Thì vòng 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 Nam hỏi một hồi,
Ủa cái này là anh coi trên trên YouTube đúng không? Nói đó là anh coi người ta trên YouTube, người ta chỉ rồi ảnh làm, chứ thật sự ảnh không có cái trong cái đầu ảnh không có tư tưởng gì hết. Và những cái mà ảnh muốn là ảnh làm chế tạo thuyền, chế tạo xuồng để anh bán gì đó thì anh cũng xem trên YouTube đó, là anh chọn súng coi YouTube nhiều quá nên là coi quá 180 phút một ngày. Thì mọi người xem những cái chương trình mà người ta cảnh báo đó, coi quá 180 phút một ngày thì nó bị nhiễm, nên là trọng súng nên nó vướng vô cái trường hợp như vậy đó. Ngày hôm nay thì Nam sẽ chia sẻ về cái cách mà trọng súng đang gọi là mơ mộng và cũng như là cái ý tưởng của trọng súng mà để mình nói trên tất cả các kênh. Thì ngày hôm nay là từ nguyên nhân từ đâu mà nó ra như vậy, thì ngày hôm nay Nam phân tích cho mọi người hiểu về vấn đề mà những cái ý tưởng của trọng súng đưa ra là từ đâu, ảnh hưởng từ đâu. Từ trọng súng coi YouTube, trọng súng thấy người ta dễ ăn, làm dễ làm trong cái cuộc sống xã hội mình á, là nếu mà cái gì dễ ăn thì cá chốt nó ăn hết thì chưa tới cái lượt trọng súng đâu đó. Người ta kiếm tiền, cái đầu người ta đã, người ta học là kỹ sư tiến sĩ mà người ta còn còn phải đi làm thuê làm mướn, người ta chưa được giàu nữa, cái ông mà tính như trọng súng dễ ăn quá thì đã, người ta đã giàu hết rồi, người ta tính trước được những cái mà của trọng súng đã làm rồi đúng không mọi người? Đó là thành ra ngày hôm nay thì Nam nói về cái cho mọi người hiểu về cái vấn đề mà đầu óc của trọng súng mà lên ý tưởng suy nghĩ là do đâu mà trọng súng suy nghĩ được như vậy. Đó là trọng súng coi trên kênh YouTube thôi đó, coi trên mạng rồi xong đó là lấy mấy cái đó ra để mà mình làm ý tưởng của mình, để mình mơ ước cái ý tưởng của mình mà mình có tiền để mình làm đó. Thì mọi người nghĩ đi, khi mà soi trên YouTube đó thì nó trái ngược với lại ngoài thực tế lắm, trọng súng đâu có làm được. Và muốn mà làm một chiếc thuyền thôi để bán thôi, nếu mà đầu tư chi phí nó có thể nó kiếm trên cái chục triệu đầu tư á, chứ đâu phải là nó rẻ đâu như trọng súng nói đâu. Trọng súng nghĩ mua bán chiếc thuyền đồ này kia đó các kiểu ai mà mua đó. Nên là thành ra trọng súng coi YouTube nhiều quá nên là có cái những cái mà trọng súng ảo 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 trên mạng là nó nguyên nhân nó từ đó đó mọi người. Nên là thành ra ngày hôm nay thì Nam lên Nam làm một cái video clip này để mà Nam chia sẻ cho mọi người về một cái là giống như trọng súng, để mà mục đích của trọng súng lên Sài Gòn lần thứ ba này thì thất bại, và cũng như do đó thì Nam cũng đã lên Nam nói về trọng súng. Thì chắc nghĩ là chắc khó 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 mà ở đây trụ ở đất này, nên là quyết định là sẽ đi về quê. Tại vì Nam là cái người mà kề cận trọng súng, Nam biết nhiều. Nam mà nó Nam nói là những gì nó có sách nó có chứng, Nam nói là sự thật chứ không phải lên đây mà một khi bây giờ Nam là không có ghét bỏ gì để làm trọng súng mà Nam lên phải Nam phải nói nó. Nhưng mà Nam thấy cái câu chuyện của trọng súng càng ngày nó càng quá đáng nên là Nam lên tiếng Nam nói, không không thể nào mà gọi là im hay là bao che cho trọng súng nữa. Tại cái mục đích lần này của trọng súng là nó đã quá rõ ràng, ai cũng nhìn nhận ra được. Vì trọng mục đích của trọng súng lên đây không có cái mục đích gì, mục đích chỉ chính chỉ là nhờ anh em YouTube quay. Nhưng mà miệng thì luôn luôn lúc nào cũng nói là không muốn lên mạng để yên ổn làm ăn. Vậy thì tự hỏi hỏi anh lên anh không gọi người ta sao người ta biết anh để mà người ta quay đó. Thì những cô chú anh chị nào mà muốn nghe gì những cái câu chuyện gia đình trọng súng, mà muốn biết nhiều cái chuyện về trọng súng thì Nam có thể là Nam lên Nam nói nhiều hơn mà, nhưng mà bên một cái kênh nhỏ, chứ còn cái kênh lớn này của Nam thì Nam chỉ nói vài vài video để cho mọi người biết được trọng súng như thế nào và bản chất của trọng súng như thế nào và cái suy nghĩ của trọng súng như thế nào, mà khi mà Nam là cái người cận kề cận Nam 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 hiểu được về trọng súng, Nam lên Nam nói. Và cũng như cái mục đích ngày hôm nay trọng súng lên Sài Gòn lần thứ ba này đó, Nam nhìn nhận Nam thấy là không phải đi lên đi làm như trọng súng nói, mà trọng súng chỉ muốn lên kiếm tiền
đó. Và kể cả mà đi bán vé số thôi, bây giờ lên mạng than là tôi không tiền bán vé số, ai bây giờ khán giả nào cứ lên cứ nói tôi kêu tôi đi bán vé số thì phụ hồ vậy, bây giờ muốn bán vé số cho tiền tôi đi, tôi đi lấy vé số tôi bán giống cha tài vậy đó. Trọng súng là như vậy mọi người. Bây giờ là mọi người muốn kêu tôi đi giờ tôi ở Sài Gòn mà mọi người muốn tôi đi về quê á, không không chòi lên Sài Gòn nữa thì phải cho tiền tôi đi, tôi đi về kiểu vậy đó. Chuyện con nhà lính mà tính chuyện nhà quan không là là như vậy. Và kể cả vợ chồng của Trọng Súng à, và chị Thì cũng vậy. Nhưng mà về cái vấn đề của chị Thì Nam nói chung là Nam cũng không 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 muốn nói, tại vì nói tới chị Thì mệt mỏi lắm. Khi mà Nam quay gia đình Trọng Súng là một khi mà Nam quay có nhiều cái Nam phải cắt bỏ lắm. Về Trọng Súng nhiều khi Nam muốn nói về chị Thì, nếu mà Nam đăng lên đó, về cái sự thật của chị Thì thì lại cự lộn và Trọng Súng bắt mình gặp ẩn clip, nên là nhiều cái thì Nam sẽ không có chia sẻ về cái chị Thì đó. Còn bây giờ thì Nam lên Nam nói về cho quý vị khán giả hiểu về cái cách nào Nam tại sao mà Nam lên Nam quay. Nam là người từng quay Trọng Súng mà ngày hôm nay Nam lên Nam lại Nam nói về, Nam thấy là cái câu chuyện của Trọng Súng nó càng ngày nó càng quá đáng đi đó. Và người ta cứ nghĩ dễ ăn như vậy, người ta cứ tiếp tục là người ta thất bại thì người ta cứ bày cái chiêu đó để người ta làm lại đó. Nhưng mà rất là nhiều lần và cũng như là người ta giúp đỡ rất là nhiều, và kể cả lần này thì lên những cái người mà từng giúp đỡ Trọng Súng, những người anh em người ta từng cưu mang, thì người ta cũng đã từng gọi điện thoại cho Nam, người ta chạy mặt Trọng Súng. Thì mọi người biết là cái Trọng Súng nó, bản chất của Trọng Súng bây giờ là hầu hết là ai cũng biết như thế nào. Thì thôi Nam tóm gọn Nam chia sẻ câu chuyện của Trọng Súng tới đây thôi. Chị cô chú anh chị nào muốn biết nữa thì hãy comment phía dưới đi, Nam sẽ làm clip Nam kể bên cái kênh Lang Thang Kiên Giang 2 cho mọi người nghe đó. Thì bây giờ Nam xin kết thúc video tại đây. Nếu cô chú anh chị thấy hay cho Nam một like, một đăng ký kênh để ủng hộ Nam có động lực ra những video mới. Bye bye mọi người.